Ta cũng bay vào trong những giấc mơ, những giấc mơ tạo ra những câu chuyện đền thơ làm ta như muốn ngẩn ngơ. Nhưng thật ra ta thấy thật mông lung vì những câu chuyện đang xen thật lung tung, và ta như đang trên không. Chúng ta thấy ánh sao di chuyển theo vòng cung. Dù bỗng nhiên ta mơ thấy một người mà ta chưa từng quen biết, họ ngồi xuống cười nói với ta như thể ta đã từng thân thiết. Dù bỗng nhiên bất chợt ta nhập vào trong một bộ phim, ta là nhân vật chính và bị mấy em bé sơ sinh cầm gậy đuổi theo quần thì đội chim. Những câu chuyện chưa dừng lại ở đó, những giấc mơ kỳ lạ sẽ vẫn tiếp tục khiến ta tiếp tục ở đó. Lần này là gì? Lần này là một con chó. Một con chó lao tới cắn ta, rồi nó bị thổi bay bởi một cơn gió. Ta mơ mình là ông chủ ngồi trên một chiếc ghế sofa, nhưng lại bị nam nhân viên bắt ra